vị cũng thấy là xem ra với cái những cái gì mà bài Nước chảy đôi dòng vừa gửi đến chúng ta cũng lại là một cái cảm giác cũng là khó mà quyết định của một cô gái là nước chảy đôi dòng, em biết chọn dòng nào, nó là như thế. Và chia sẻ với quý vị rằng tiết mục này đã đem đến cho ca nương Bích Ngọc huy chương vàng tại Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2009. Và quý vị sẽ thấy là giọng ca của chị rất là đặc biệt đấy ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút xíu về những cái thành viên ở trong biên chế của dàn nhạc ca trù. Thưa thầy, thầy có thể vui lòng giải thích cho khán giả được không ạ? Cái một nhóm ca trù luôn luôn là có hai người. Cái người chánh là cái người ca nương, là cái người ngồi hát mà cái tay phải gõ phách. Mà cái cổ phách của Việt Nam là một cái cổ phách đặc biệt mà trên thế giới không đâu có. Ở trên tất cả trên thế giới, khi nào mà hai dùi mà gõ thì hai dùi giống nhau hoặc là nó cũng khác nhau chút đỉnh, nhưng mà cũng hai dùi. Chỉ có trong ca trù là cái hai cái dùi nó gọi là phách cái và phách con. Mà có một cái phách gọi là dễ nhọn, một cái phách nó chẻ ra làm hai. Thành ra cái tiếng phách của ca trù nó có mà không, ẩn mà hiện. Hai cái phách nếu mà ca nương cầm lên quý vị sẽ không có thấy khác biệt gì, nhưng khi gõ là một tiếng lại trầm, một tiếng lại thanh hơn, thì đó là cái điểm đặc biệt rất là độc đáo của phách kép trong ca trù. Dạ rồi, còn bây giờ thì sẽ đến một cái nhạc cụ rất là đặc biệt mà quý vị thấy là cái cần đàn nó dài gấp 4 lần cái 3 cho tới 4 lần cái thân đàn. Vậy thì chúng ta gọi cái đàn này, ban nãy thầy có nói đó là cây đàn đáy, kêu bằng đường đáy mà nó lại không có đáy. Sau lưng nó lại không có đáy. Có khi người ta kêu bằng vô để cầm, tức là cái đàn không có đáy. Nhưng mà sở dĩ kêu đường đáy là bởi vì ngày xưa khi đi đàn đó, cái người kép đàn đeo cái đàn thì đeo cái bằng đới cầm. Đới là đeo, thành là đới cầm là cái đàn đó, đeo trên vai thì kêu bằng đường đáy. Vì vậy có đáy mà không có đáy. Vì cho nên nhà thơ Hải Phương khi nói chuyện về cái đường đáy thì nó tên em như có mà không, ba giây dẫn dắt trăm sông về nguồn, ca trù lỗ hộp phách giòn, tuổi phai xanh chạm tiếng đờn lại xanh. Là một tiếng đờn độc đáo mà cả trên thế giới chỉ có nước Việt Nam có cái đường đáy. Mà cái đường đáy là cái đường cái cần dày nhất, không có cái đờn nào mà thuộc cái loại lít, tức là cái đờn có thùng đờn và có cần đờn, mà cái đờn dài, cái cần dài như vậy. Cái phím đầu tiên là ở chính giữa trục và cái chỗ mắt dây đờn, cái đó cũng là một cái chuyện lạ. Mà cái đờn đáy nó lại không có cái cầu ở đằng phía trước, cho nên vì vậy khi mà nhấn nó có một cách kia bằng nhấn trùng, mà nhấn trùng tức là nhấn lên trên, mà cái tiểu tiếng đờn nghe không có cao lên mà nó trở lại y như cũ, thì cái đó nó cái tiết về những cái thủ pháp và những cái cách đờn cũng rất là tinh vi của cái đờn đáy. Dạ thưa anh Mạnh Hùng, có thể nhấn một cái tiếng trùng cho mọi người nghe thử không ạ? Nhìn cái cần đàn một chút xíu, không biết quý vị có để ý không? Nếu như cây guitar bình thường của mình, quý vị có thấy là nó có mấy cái cần không? Để mà mình chỉnh lại, để mình tăng âm hay giảm, để mình chỉnh cho nó đúng cái cao độ. Nhưng cái đàn này không hề có. Như vậy thì mọi cái âm thanh như thế nào là tùy thuộc vào trong cái bàn tay của người nghệ sĩ. Và cái phím đàn nó rất là cao để mọi người có thể nhấn vào. Và cái quan trọng nữa mà không phải chắc không phải mình con, thưa thầy Khê, mà nhiều người cũng thắc mắc cái đàn nó dài dữ vậy, thưa thầy. Mấy cái lần đấy nó là theo tương truyền, nó là sinh ra ở dưới đồi nhà Lê, là có một cái người thư sinh theo ông Thái, ông Đỗ Bằng Đoàn và ông Đỗ Trọng Huề. Thì cái người thư sinh đó là tên là Đinh Lễ. Một bữa đi dạo chơi thì gặp hai ông tiên. Một ông cho một cái miếng ngô đồng, một ông cho cái hình cái đần đáy, cái cần nó dài như đó. Thì
ông nói rằng phải làm cái đờn này y như trong cái hình vẽ. Vì thế cho nên chúng ta thấy rằng cái đờn đó là theo cái hình vẽ của ông Tiên. Người ta cho như thế. Và còn có một điều thứ ba quý vị cũng sẽ thắc mắc, rằng là lúc nào biểu diễn trên sân khấu cũng có ba người, nhưng mà khi kể về biên chế thì chỉ có kể tới ca nương và kép đàn mà thôi. Như vậy thì vai trò của người quan viên, tức là cái người ngồi cầm trống, ban nãy thì có kể sơ sơ qua thì như thế nào? Chúng tôi lại muốn dành một chút thời gian đặc biệt dành cho nhân vật gõ trống, bởi vì đây cũng là một nhân vật cực kỳ đặc biệt ở trong một cái chầu ca trù, thưa quý vị. Xin mời cô. Thật sự trong cái nhóm hát mà thầy nói là theo họ đó, nghĩa là phải có họ với nhau, thì chỉ có ca nương và kép đàn mà thôi. Còn quan viên thì có thể là một người nào đó họ đến để họ tham dự. Họ có thể là người mà làm ra một bài thơ dạng giống như Dương Khuê hay Nguyễn Công Trứ. Ông đến ông nghe, ông thích và ông viết một bài thơ, ông đưa cho đào nương và ca nương sẽ đọc bài thơ đó, cảm xúc, hiểu bài thơ, rồi ướm vào trong một cái thể nhạc nào đó, một cái làn điệu nào đó của các cái thể hát chơi đó, để rồi hát thành tiếng hát. Giống như bây giờ mình gọi là phổ nhạc đó. Cái giỏi của ca nương là cổ có thể phổ nhạc một cách hết sức là ngẫu hứng, nhưng phải là người rất am hiểu cái lời thơ. Thì anh quan viên lập tức cầm cây đũa lên, người ta gọi là roi. Và roi chống chầu thì anh và sẽ khen hay chê. Và thưa quý vị, trong quá khứ, trong lịch sử đã từng ghi nhận rất là nhiều những văn nhân, trí sĩ của đất nước chúng ta, những tên tuổi rất là nổi tiếng, chẳng hạn như là Dương Khuê, như Cao Bá Quát, như Nguyễn Công Trứ, đều là những người rất là gắn bó, có thể nói là rất là yêu thích thể loại thú chơi tao nhã ca trù này. Và họ cũng đã có để lại rất là nhiều những cái bài bản mà sau này các thế hệ ca nương về sau vẫn tiếp tục để thể hiện ở trong các cái bài biểu diễn của mình.